Tính cho đến thời điểm này thì Hồ Trung Dũng có bật mí một tí là mình có cái gì giấu kín từ đó tới giờ chưa? Thực ra là không biết mọi người có biết hay không mà chọn em đúng chủ đề quá. Niềm đau giấu kín rất là đúng ở cái chỗ mà giấu kín. Tại vì bài hát mà Dũng sắp hát nó là chủ đề của album mà Dũng đã làm dành tặng cho nhạc sĩ Phần An. Và trên đó có một cái bí mật mà có lẽ không ai biết, chỉ có Dũng và các bạn thiết kế biết thôi. Đó là dưới cái phần lời của bài hát này nó có một cái chữ nhỏ xíu, cái màu cũng rất là ít nổi, là 4P, dành cho P. Lúc đó là Dũng vừa mới trải qua một cái lần chia tay, một cuộc tình mà Dũng đặt cũng khá nhiều những cái kỳ vọng tình cảm mình vào đó. Và khi mà nghe cái bài hát này thì Dũng ngay lập tức có cái sự kết nối, đặc biệt là với cái câu rằng là một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một lần. Mình rất muốn gặp lại nhưng mà không phải gặp lại để lại tiếp tục kết nối cái mối liên hệ đó, mà chỉ đơn thuần có một lần ngồi xuống có thể nói với nhau tất cả mọi thứ, để tất cả những gì mà còn lại đó mình sẽ đốt đi, để mà cảm thấy là chấp nhận chia tay. Và đó chính là bí mật 7 năm nay chưa bao giờ tiết lộ với ai. Vậy thì cái người tên P đấy, hoặc những người trước hoặc sau P đấy, có ai đã đi vào những bài hát của chính Dũng sáng tác chưa? Nhiều anh ạ. Thật ra là bản thân của em thì không, em không xem như là một người tác giả chuyên nghiệp. Em là hoàn toàn dựa trên những cảm xúc nó đến với mình. Vì thế nó đến từ những câu chuyện rất là cá nhân của em. Và mỗi lần những cái niềm vui, những cái nỗi buồn mình trải qua thì nó đều được phản ánh trong những câu chuyện đó. Nếu mà nói như cái trước đây của Dũng á, tức là mỗi lần mà cảm thấy thất tình, là cảm thấy buồn á, là tôi sẽ có một bài hát. Nhiều bài hát lắm chị. Và có rất có thể có nhiều bài hát cũng vẫn còn đang được giấu kín. Dạ đúng rồi anh, bây giờ trong thời gian tới thì em sẽ làm việc nhiều hơn trên những cái bài hát đó của mình, để mà giới thiệu cho khán giả những ca khúc do chính Dũng viết nhiều hơn ngày xưa. Một cái mối quan hệ Dũng đã trải qua nó có rất là nhiều những cái giai đoạn. Thí dụ như mình nói mình chia tay đi ha, thì mới chia tay xong thì sẽ là buồn nhớ đúng không, nhiều khi là hận, rồi sau đó hay là cảm giác là mong muốn ước gì quay trở lại thì sao ta. Thì mỗi lần như vậy nó đều có bài hát. Và Dũng tin rằng là ai trải qua những cái nỗi buồn đều trải qua đúng những cung bậc như vậy. Xin được cảm ơn Hồ Trung Dũng với một câu chuyện, nói chung là một cái cuộc trò chuyện rất là cởi mở, rất là chân thành. Và cảm ơn Dũng rất nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Và một lần nữa cảm ơn khán giả đã ngồi lắng nghe những câu chuyện đúng là nói là chôn giấu và giấu kín từ xưa đến giờ của Dũng. Và hy vọng là mọi người sẽ thích ca khúc trong chương trình lần này của Dũng.